Ok, xin kính chào toàn thể các anh chị em, cô dì, chú bác thân xa đang theo dõi và ủng hộ trên kênh Storm VinTech của em. Để ủng hộ kênh của em thì mọi người đừng quên ấn vào nút đăng ký, nút rung chuông và nút thông báo tất cả để không bỏ lỡ những clip mới nhất mỗi khi em lên những sản phẩm mới. Thời gian cũng nửa tháng rồi kể từ ngày bão Yagi đổ bộ vào thì ngày hôm nay thì nhà em mới thông mạng và quay video lên để phục vụ đến anh chị em và cô dì, chú bác. Hôm nay thì em xin phép lên giao lưu với toàn thể anh chị em và cô dì chú bác, đó là một chiếc đồng hồ Citizen. Dòng này nó là dòng Citizen Z Rocket. Cái dòng Z Rocket này thì ở trên kênh của em cũng đã giới thiệu vài chiếc với anh chị em rồi. Nhớ không nhầm thì nó là hai chiếc. Thì hai chiếc đấy thì nó đều là cái dòng có một đôi lịch và nó cái kim dây của nó là kim hình cái đĩa hình máy bay phản lực nhá. Chiếc này thì nó cũng là một chiếc Citizen Rocket. Citizen Z Rocket cực kỳ là hiếm. Chiếc này thì nó ở trong cái tình trạng là hàng sưu tầm và mới tinh, chưa qua sử dụng anh chị em nhé, cực kỳ là mới. Chiếc này thì cái mặt đeo của nó là mặt đeo hai lòng, mặt đeo trắng chảy tia từ tâm, không lịch. Cho anh chị em nhìn cái mặt đeo của nó rất là hài hòa, cực kỳ là đẹp, đơn giản. Cái gì ở trong của cái mặt đeo nó được nhũ vàng vặn thừng, cực kỳ là đẹp luôn. Nổi bật ở trên cái mặt đeo đó chính là cái rìa vặn thừng và bốn cái cọc số 12, 3 giờ, 6 giờ và 9 giờ, bộ kim vàng rất là nét. Phía dưới cọc 12 giờ là dòng chữ Citizen Z Rocket, bên trên cọc 6 giờ là dòng chữ Automatic 17G, cực kỳ là đẹp. Chiếc này thì trong tình trạng zin nguyên bản hết toàn bộ anh chị em nhé, chỉ thiếu mỗi cái hộp sổ thôi, rất là đẹp. Đối với những chiếc đồng hồ vintage mà anh chị em săn lùng được, những chiếc mà nó trong tình trạng đẹp, nét và chưa qua sử dụng như thế này thì nó cực kỳ là ít gặp, phải nói là nó là rất là hiếm. Đặc biệt là cái dòng Citizen Z Rocket này thì cái chiếc mà không lịch ấy, như chiếc này thì nó cực kỳ là hiếm. Còn những chiếc mà có lịch ấy, thì nó lại rất là nhiều. Chiếc này thì nó đặc biệt ở chỗ là không có ô lịch và cái mặt đeo, ở cái mặt đeo. Size của chiếc này thì nó là size 36. Thành vách có bốn cái chân càng của anh chị em nhìn rất là nét luôn. Chưa hề có chỗ làm mòn hay bong chóc gì hết. Rất là cứng. Núm của nó là núm ở góc 3 giờ, dạng núm ẩn. Nhìn rất là hài hòa cái tổng thể cái mặt đồng hồ. Cái dòng Citizen Z này thì máy của nó là máy automatic, máy dâng cưa anh chị em nhé. Đó, cực kỳ là bền. Phía trên cái dòng chữ automatic nó còn chữ L màu đỏ, rất là nổi bật. Dây của nó thì là dây da cá sấu màu đỏ, phong mỏng. Khóa của nó khóa nguyên zin, rất là đẹp, khóa nót luôn. Chiếc này thì nó còn có một cái tác giấy ở đây nữa, em để ở trong tủ mất rồi, quên mất không lấy ra luôn. Tí quay xong lại lấy ra gắn vào. Chiếc này thành vách của nó cực kỳ là đẹp luôn. Mặt sau của nó thì là đáy thép anh chị em nhé. CGP Start Citizen Z Rocket. Chiếc này em dán cho nó cái tem vạch đỏ ở đây để cho nó bảo quản cái nắp đáy của nó được tốt hơn. Đấy, phía dưới bốn cái mặt càng này anh chị em nhìn lớp bọc vàng nó còn mới đét luôn. Chiếc này thì anh chị em nào cổ tay từ 18 đổ lại em đeo rất là đẹp. Cái dòng Citizen mà dòng Citizen Z máy dâng cưa này thì anh chị em nào đã từng chơi qua thì đều biết nó rất là bền. Cái độ bền của cái dòng Rocket máy dâng cưa còn gọi là máy Roto đấy. Bền vô đối luôn. Độ chính xác của nó cũng rất là cao. Chiếc này thì nguyên combo như thế này, em xin phép giao lưu anh chị em với giá là 8,5 triệu cho một chiếc đồng hồ hàng sưu tầm, nốt chưa qua sử dụng, rất là đẹp. 8,5 triệu. Anh chị nào quan tâm đến chiếc này thì hãy vui lòng liên hệ với em theo số điện thoại 0913000067. Đấy cũng là Zalo của em, anh chị em kết bạn để có thể xem được những hình ảnh chi tiết, video, ảnh máy nếu như anh chị em có nhu cầu. Mọi người xem video thì đừng quên để lại cho em xin một like, một comment và một lượt đăng ký kênh để ủng hộ. Xin cảm ơn cả nhà và hẹn gặp lại ở các clip sau.